Dì đã phật a à, Dì đã phật a à, Dì đã phật nam mô bổn sư thích Cao mâu ni phật nam mô a di đà phật Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu Ai Di Đà Phật niệm đến cùng Học đến tập 210 Hôm nay chúng ta học tập tiếp tục Công đoạn của Pháp Chiếu Đại Sư là vì tổ sư thứ bốn của tịnh độ tông nhưng đức đọc tiếp công đoạn hôm qua khi chúng ta nghe những công đoạn này khi mà pháp chiếu đại sư ngài cảm ứng gặp được đại bồ tát văn thù vỗ hiền thì ngài thỉnh hỏi trong thờ mạt pháp này À, chúng con hướng dẫn chúng sanh tu phương pháp nào là phù hợp nhất thì à, Đức Văn Thù Nghe dạy quý vị nghe nè thờ kỳ này chính là đúng lúc các ngươi nên niệm Phật trong các hành môn không chi hơn niệm Phật và gồm tu Phước Huệ thở đờ quá khứ ta nhờ niệm phật cúng dường tam bảo mà được nhất thiết chủng chí tất cả các pháp như bát nhã ba la mật những môn thiền định rộng sâu cho đến chư phật cũng từ niệm phật mà sanh vì thế nên biết niệm phật là vua trong các pháp môn Công đoạn này hôm qua chúng ta cũng có đọc qua rồi Nhưng mà những đức học tập thấy rằng Những câu này là tinh hoa Của Pháp môn tịnh độ đó quý vị Mà đây là Đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Chỉ dạy chúng ta trong thờ mạt Pháp này đó quý vị có nghĩa là các ngài nhấn mạnh Trong thờ mạt Pháp này phải niệm Phật Và ngài còn nói rằng Pháp môn niệm Phật là vua trong tất cả Các Pháp môn Vì sao? Vì hạng căn cơ nào cũng niệm Phật Cầu sanh cực lạc được Quý vị nhớ nha Mình niệm Phật rồi mình để ý Người mà kiên trì siêng năng niệm Phật Quý vị chị được bá bệnh Từ thân lẫn tâm chỗ quan trọng nhất là người niệm phật chị được tâm bệnh vì sao người niệm phật chị được tâm bệnh tâm bệnh là do gì mình đem cái khó chịu bực mình buồn khuyền hay là hận thù để trong tâm là vì mỗi ngày mình nhớ nó nên gọi là thành tâm bệnh mỗi ngày chúng ta dùng cái tâm này nhớ phật như vậy thì chuyển ký niệm nên gọi là niệm phật Chỉ được tâm bình mà người niệm phật Chỉ được tặng gốc của tâm bình Chỉ luôn nghiệp lực túc nghiệp vô lượng kiếp chị được luôn từ ngay câu phật hiệu này nên hôm qua chúng ta học tập có một câu mà đọc trong kinh giáo người niệm phật tuy chưa thành phật nhưng họ đã có công đức của phật không. Rõ ràng. Chúng ta lấy cái quả giác của Đức Phật A Di Đà làm nhân tu của mình nên gọi là người niệm Phật Tuy chưa thành Phật nhưng đã có công đức của Phật. Niệm Phật là nhân thành Phật là quả mà quý vị. Nên nhiều người khổ đau vô cùng là ngay chỗ tâm bệnh. Tâm bệnh buồn phiền khổ đau than thở nghĩ rằng mình là người nghèo nàn xấu xố nghĩ rằng mình là người bệnh hoạn tặc nguyền khốn khổ trong nội tâm này nặng nề rồi nghĩ đời của mình nghèo khổ như vậy nhìn các con của mình tiếp tục nghèo khổ như mình nên tấm lòng người làm cha làm mẹ nặng nề lo âu mong làm sao làm giàu để cho các con của mình thoát cái cảnh nghèo khổ nên cuộc đời của họ thành ra tâm bệnh Cứ lo âu mãi mà không giải quyết xong cái vấn đề Và có những người lúc nghèo thì gia đình đoàn kết thương yêu Nhưng đến khi giàu rồi thì gia đình lại tan rã về tình người Có không? Có Có chứ nên nói rằng niệm Phật là giải trừ tâm bệnh tận gốc của nghiệp quả. Không. Từ một câu ai về Đà Phật này thôi. Quý vị. Nên mới nói rằng là pháp môn tịnh độ là vua trong tất cả các pháp môn Người mà gặp pháp môn tịnh độ là người có đại phước báo nhân viên mới gặp được tịnh độ Và tin kiên trì mà tin Những đức nói với vị nghe chứ Những đức gặp bao nhiêu người rút kinh nghiệm Khi mới gặp pháp môn tịnh độ Tuy là chưa hiểu nhiều nhưng mà kiên trì niệm Phật Nghe một người chia sẻ Phật Pháp từ một người này mà mình gặp được Phật Pháp Rồi mình kiên trì mình niệm Phật Không có hiểu nhiều về quý thầy này quý thầy kia Quý thầy nọ Vậy mà người này tiến tu á Vậy mà khi mà người này mà nghe người này người nọ người kia nhiều Họ tưởng đâu gì nữa quý vị Phạm phu mình là ưa có cái nghĩ này nè Họ nghĩ rằng bây giờ nghe người này học đường chút Nghe người kia học đường chút Nghe người nọ học đường chút Nghe nhiều người thì mình rút nhặt nhiều cái hay Cái nghĩ này là cái nghĩ của Phạm Phu cái nghĩ này là cái nghĩ của phàm phu nên chư phật bồ tát chư tổ sư dạy mình là nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài là tu cái gì quý vị là tu trí tuệ đạt được nhất thiết chủng trí là ngay chỗ ngay câu phật hiệu này mà cấm gốc nên đại bồ tát văn thù đại bồ tát Bảo huyền này nói rằng thở kiếp xa xưa các ngài nhờ niệm phật mà đạt được bát nhã trí tuệ Nhờ niệm Phật mà đạt được thiền định Nhờ niệm Phật mà tu các pháp khác đều đạt được hết Là ngay pháp môn niệm Phật tiến vào Nên Đại Lão Hòa à, Thượng Tình không ngày giảng thiết ngày nói rằng Nếu như quý vị trí thành niệm Phật về thế giới cực lạc Quý vị muốn học môn nào thì học Rõ ràng thấy chứ Từ niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc Thì muốn học môn nào cũng đạt môn ấy Còn nhiều chúng sanh của chúng ta ở cõi đời này nghĩ rằng bây giờ mình đi học được nhiều thứ mình nghe nhiều người thì mình sẽ học được nhiều mỗi người mình nghe học được một chút một chút một chút ý nghĩ này là tâm loạn để học mà tâm đã loạn rồi càng học càng loạn nên có những người khi mới gặp pháp môn tịnh độ họ tu là có kết quả nhưng khi họ nghe nhiều người thì trở thành phù phiếm có vật hiệu niệm không còn cảm giác nữa mà họ lại nghe nhiều họ thành phù phiếm vì sao vì tâm của họ là tâm loạn càng nghe thì càng loạn à nên chư tổ sư đã biết được tâm chúng sanh trong thời mạt Pháp Nên điểm cho chúng sanh Pháp môn tịnh độ Nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài Một câu ai với Đạo Phật niệm suốt cuộc đời Đại lão và tự ngãi hiền Nó làm việc này nè Đó Nên quý vị nghe rõ ràng Đại văn thù Ngài dạy Thờ kỳ này chính là đúng lúc các ngươi nên niệm Phật Thờ kỳ gì? Thờ kỳ mạt Pháp Đúng như là quyền ký của Đức Phật chỉ dạy luôn những văn tự này học thích lắm Học lên cái tự nhiên cái tâm mình nó hừng hực Hừng hực, hừng hực cái tâm niệm Phật vậy đó Những đức tin chắc rằng quý Phật tử quý vị nghe Cái là quý vị hưng khởi tâm mà. Cái tâm quý vị nó hưng khởi cái tâm niệm Phật Và xuyên niệm Phật Nên những đức có phiên chúng trong chùa mình Các cụ nè Cứ là trong chánh điện vô chánh điện nghiêm túc tu Mình vào trong đó Cái là mình ngồi xuống nghiêm túc mình niệm Phật Chứ không phải là vô đó ngồi Mà mình đưa chân đưa cẳng rồi mình ngồi mình quay tới quay lui với nhau Vô trước cái chị em ngồi Nghiêu ngao nói chuyện Đừng có vô sớm mà như vậy nghe không Vô sớm mà như vậy là Không có phước mà có tội Thà mình ở trong phòng mình mình nằm hay mình ngồi gì mà mình nhép 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 nhép, nhép môi mình niệm Phật Ngồi thì mình niệm ra tiếng cũng được Mà mình nằm thì mình nhép môi mình niệm Phật Mình ký số mình niệm Phật Rồi tới giờ mình lên chánh điện mình tu Còn nếu như mình vô sớm thì mình ngồi cho nó nghiêm túc mình ngồi mình niệm Phật nghiêm túc Mình không có giáo giác Mình nhìn đầu này nhìn đầu kia Đưa chân đưa cẳng Vô sớm gì làm chi à Vô sớm mà để dành chỗ ngồi Bộ quý vị muốn làm ma ở chỗ cái chỗ ngồi này hả Có những người ở trong chùa tu những đức đã thấy Khi họ chết mà họ chấp cái giường đó quý vị không thấy hả à? Vậy thì chấp cái giường có giảng sanh không Sao giảng sanh Vậy thì chấp cái chỗ ngồi giảng sanh không Hành động đó làm sao giảng sanh nên chư tổ sư mới nhắc mình là xả ly ta bà để hăng hoan cái giá cực lạc. Mà xả ly cái gì? Xả ly cái tình chấp á. Thí dụ như chỗ ngồi này mình đến trước thì mình ngồi trước. Đến sau thì mình ngồi chỗ khác. Vậy thôi. Nhất định là có chỗ ngồi thôi. Còn bạn đi đến sớm nằm bận dành chỗ ngồi này là chấp chỗ ngồi này. Bạn chấp tướng chỗ này. Bạn đã chấp vào chỗ này thì khi bạn chết bạn sẽ làm ma dành chỗ này. Vậy thôi. Giống như cái người ngủ cái giường chấp cái giường Thì tự nhiên khi chết Sẽ là ma giữ cái giường Cái người quý vị Tham cái gì ở cõi đời này Quý vị nhớ nè Tham pho tượng Phật Cái người này không phải niệm Phật Mà họ chỉ tham pho tượng Phật Thì đại lão hòa thượng tịnh không Quý vị cũng không được giải thoát nữa Quý vị cũng làm con mọt hay là con dáng gì đó Quý vị chui vào pho tượng Phật đó đó có nghĩa là phải xả ly ta bà Từ nơi đó thì quý vị mới hăng hoang được thế giới cực lạc Người niệm Phật thì tất cả những cái cảnh viên của cõi ta bà này Từ cái tâm mình là không có chấp nhất nó Giống như mình ăn cơm là mình ăn cơm Nhưng thật sự thì cái việc Mà chúng ta không có tình chấp nặng nề cái chuyện Bữa nay cơm nhão, cơm khô Hay là thức ăn ngon, thức ăn dở Có nghĩa là người ta cho mình ăn sao mình ăn như vậy Người ta cho mình ăn như thế nào mình ăn như vậy thôi Đây gọi là mình chỉ ăn để nuôi thân Để tu hành Để cầu giải thoát Chứ không phải là sống để là gì ăn Cái người sống để gì ăn thì khác Mà cái người mà ăn Để mà mình sống để mình tu hành Để cầu giải thoát thì khác Đấy không? Từ nơi ngay những chỗ này các cụ nhớ đó Nên chùa mình á Quý vị từ cộng tu tới thường trụ Quý vị có nhiều thời gian bị niệm Phật lắm tại vì người nào cũng có chiếc máy bấm số niệm phật nên khi tu trong chánh điện bước ra có khi ngồi ăn cơm mà mình ăn cơm trước người ta mình ngồi mình đợi mình cũng niệm phật được nữa cứ siêng năng mà niệm phật đi mỗi một câu vật hiệu mình niệm là mình gieo vào cái chủng tử trong a lại gia thức mình một câu vật hiệu là một cái nhân làm phật niệm một câu vật hiệu là trồng một cái nhân làm phật niệm một câu vật hiệu là trồng một cái nhân niệm phật niệm lâu dài thì tức khắc trong tâm mình toàn tâm là phật Toàn Phật là tâm Từ nơi đó tâm mình nó đầy dậy Cái hạt giống làm Phật Thì đến lúc mà giống như nó đầy rồi nó tràn ra Là tức khắc là toàn là ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Thí dụ như cái người này tham tiền vô cùng Họ ngủ bằng đêm họ mớ Họ cũng kêu tiền 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 nữa Có nghĩa là bằng ngày nghĩ cái gì Thì bằng đêm sẽ thấy cái nấy Vậy thì nếu như mình thường nhớ Phật niệm Phật vì cận tử nghiệp mình là chắc chắn mình niệm phật chứ niệm cái gì quý vị ngồi suy nghĩ đi nên những đức nói với đại chúng nghe với tất cả quý vị khắp nơi nơi nghe mình đi vào trong chùa mình tu hành mà mình dành chỗ ngồi mình dành ghế ngồi mình dành chỗ ngủ mình dành mền dành gói cái hành động này là cái hành động của người không hiểu biết chút nào cả ừ. mình là người bước vào ngôi tam bảo tu có nghĩa là đủ duyên ngay điểm nào là mình ngồi tu ngay điểm đó à? Mình đi đến cái ngôi chùa rộng lớn mình tu cũng được mà Đi đến cái ngôi chùa nhỏ hẹp tu cũng được Tùy duyên à Nên á, các cụ trong chùa mới bả vô chùa mà tu trễ quá Cái việc này mà mình nhắc suốt luôn đó quý vị Vậy mà có những bài vẫn dành ghế ngồi, dành chỗ ngồi Thiệt là đáng thương, các cụ nghe rõ nghe không? Cái hành động này của các cụ là cái hành động mà Chết không được giảng sanh đó Chết không được giảng sanh đó là do cái tình chấp Cái gì cũng là gom góp rồi nhét rồi cắt Cái này là cái bệnh chúng ta nhiều đời nhiều kiếp nè Nó nặng nề như vậy đó Nó phải xấy vào cái tâm này Những cái điều này Bây giờ các cụ muốn Các cụ về cực lạc hay là muốn đi vào loài súc sanh hay là đi vào ngạ quỷ hay là địa ngục cái tâm mỗi ngày sân hận tham lam chấp nhất giữ gìn keo kiệt cái tâm này là cái tâm là trong ba đường ác á còn mình là người niệm phật bây giờ mình không có cái gì nữa trong chùa có người ta lo sẵn cho mình hết đến khi già bệnh chết đi chăng nữa cũng có người lo vậy thì mình vô cùng là tự tại mà mình đi dính vào những cái việc nhỏ như cái chỗ ngồi hay là cái ghế hay là cái cái chỗ ngồi ăn cơm cái bàn trời ơi cái chén cái tô cái dĩa cái muỗng đâu đũa cái việc này là mình tiêu rồi không coi chừng nghe tu tu nhưng mà mấy cái điểm này nó không đơn giản có một vị thiền sư này ngài tu thiền định đó quý vị khả năng của ngài nhập định mà đến cái ngày giờ mà thọ mạng đến nghe quý vị tại vì ngài nhập định được nhưng ngài chưa có đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì mới thành phật tu thiền có thể người ta nhập định rất là sâu nhưng mà nói về đạt được chỗ giải thoát thì chưa đâu đây là pháp tự lực mà giống như chúng ta niệm phật đó, thì đức phật A Di Đà ngài đã làm ra một chiếc thiền thiệt là lớn Chúng ta chỉ cần chịu leo lên thiền này Thì chiếc thuyền này đi qua bên biển Dù sống lớn nhưng mà Cái thiền này có thể vượt biển Còn cái người này họ nghĩ rằng họ rất giỏi Họ có thể làm ra một chiếc thiền Để tự họ đi qua biển Họ làm Thì dù họ rất giỏi Họ làm ra được một chiếc thiền Nhưng khi chiếc thuyền này đi qua biển Lại là đắm chìm dưới biển Còn Đức Phật A Di Đà Là ngày tu đã thành thủ rồi nên Ngài tạo qua chiếc thiền Thì chiếc thiền này vượt qua biển khơ Vượt qua bão tố cỡ nào cũng vượt được Nhưng quý vị là người tự lực Thì giống như tự mình làm chiếc thiền Rồi tự mình đi qua biển Như vậy thì Phần nhiều là chúng ta chìm dưới biển hết Phải nhớ đó Nên cái người tu thiền định Cái vị này cái câu án mà những đức đã coi qua Đạt được thiền định Nhập định sâu vô cùng Đến cái thọ mạng ông đến đó, Vua Diêm La cho quỷ sứ lên Để mà Bắt ông Thì quý vị biết rằng Ông biết luôn ngày đó là ông Thọ mạng đến Bắt đầu ông nhập định liền Quỷ sứ lên không bắt được ông Không thể nào bắt được ông Hình như là thiền sư Lưu Bích Phong Thì quý vị biết rằng là những vị mà quỷ sứ này mới hỏi thổ địa ở vùng đó là bây giờ muốn bắt vị thiền sư này làm sao bắt được đấy thì vị thổ địa nói rằng muốn bắt vị thiền sư này thì có một cách ngài thì nhập định rất là sâu bắt không được đâu nhưng mà ông rất là tình chấp vào một cái bát của ông cái bát chỉ cần quý vị đến gõ 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 vào cái bát Thì tức khắc là ông xác định thì bắt ông Rõ ràng quỷ sứ đến gõ vào bát Thì tức khắc động tâm ông liền Tại vì ông dính ngay cái bát Gõ vào cái bát Thì bắt đầu là ông xác định ra Thì lúc đó quỷ sứ mới cười lên Ồ cách này thì mới bắt được ông thì tức khắc vị thiền sư này cầm cái bát lên Đập bể cái bát Tại mi ta tình chấp mi xém một chút nữa là công phu tu hành nhiều năm của ta đã bỏ xong bỏ biển rồi. đập một cái bát không chấp cái bát nữa nhập định một phát rồi quỷ sứ bắt không được quý vị thấy không tu thiền định sâu đến mức như vậy đó mà cái tình chấp cái bát mà quý vị thấy là dính liền thấy chưa không chi là mình là kẻ phàm phu bình thường mà mình bây giờ cái vấn đề là chỗ ngồi cái ghế cái giường những đức thấy trong chùa có những người chết vậy mà 49 ngày ai đến nằm lên cái giường cái là bắt đầu không cho người ta nằm lên giường có không trong chùa có mà vì thấy đáng sợ chưa trong khi mỗi ngày nghe pháp đó nghe ừ. mỗi ngày nghe pháp đó mà lâu lâu vẫn xuất hiện một người như vậy đó xuất hiện một người như vậy để cảnh tỉnh mình vậy mà mình còn không chịu tỉnh nữa đó Mấy bà già bà nghe nghe chứ bà đâu có biết cái gì đâu Bà nghe xong bà quên mất tiêu hết trơn Nên những đức nói rằng Có những người nói thôi đỡ già đi hả tu à, già đi hả tu Trẻ thì lao theo cái dòng xấy của cuộc đời Bỏ vào trong tâm đầy ấp Bao nhiêu thứ Tham lam tình chấp nặng nề Đến khi tuổi già thì trí tệ si sụp yếu rồi Không có sáng suốt nữa Nên tuy nghe thì nghe như vậy Nhưng mà không nhớ Vừa nghe thì thấy cũng sợ sợ Nhưng một chút về phòng ngủ Dắt quên mất tiêu hết trơn Đây là chính mình nuôi Các cụ già mình thấy rõ ràng Bởi vì những đức cứ nhắc vào cái điểm chính Các cụ bị bị dính là nguy hiểm này. Bây giờ quý vị mỗi ngày tình chấp ai với Đạo Phật Là chấp trì ai với Đạo Phật thôi Phòng ốc thì có người lao dọn Dọn dẹp cho mình Đến khi bệnh đau có người lo lắng Đến khi gần chết đưa vào phòng hộ niệm Cứ giữ cái tâm thư thái tự tại như vậy cứ là cấm gốc câu vật hiệu cho chắc là được rồi. phải nhớ đó nên mình câu vật hiệu này kiên trì mà niệm và nhìn nhận được cuộc sống hàng ngày thì tự nhiên tu tiến tu nhưng đức nói rằng có những người tuy là niệm phật rất nhiều nhưng cái tâm này nó không mở ra được mình sống cùng với nhiều người tu hành mình thấy rõ ràng cái tâm này không mở ra được gọi là không phát bồ đề tâm quý vị à Chư Tổ Sư nói rằng là Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm ai với Đạo Phật Mà người này không mở rộng tâm lượng ra Làm sao phát Bồ Đề Tâm Nên từ nơi đó tuy là niệm Phật niệm Phật Nhưng mà thật sự cái tâm nhỏ hẹp Vậy thì giảng sanh ông Hồng nên cái người niệm Phật là vô cùng vui vẻ tự tại là vì sao? Vì quý vị không có buồn giận trách hờn ai chứ. Hoặc là dù quý vị có bực bội khó chịu gì chút xíu là bỏ qua liền. Có nghĩa là phải buông xuống liền không nói chứ. Không có để cho nó ở trong tâm mình những cái thứ khó chịu bực bội để trong tâm lâu để càng lâu thì tổn phước càng nhiều nên chư tổ sư mới nói rằng không sợ niệm khở chỉ sợ giác chậm là như vậy nên đại bồ tát văn thù phổ hiền chỉ dạy mình là thờ mật pháp phải niệm phật nếu như thờ mọc pháp này mà không gặp pháp môn tịnh độ Quý vị có tu các pháp khác Quý vị có giảng hoa chờ rơi rụng Quý vị có giỏi cỡ nào đi chăng nữa Đời này chỉ kết duyên chứ không bao giờ Có hy vọng rằng mình nói mình giải thoát vậy đâu Quý vị nghe những vị mà tu các pháp khác Có ai nói giải thoát gì không Có ai nói mà một đời này tu giải thoát gì không Có những vị thiền sư nổi bật vô cùng Nhưng quý vị coi Cả đời của các ngài tu Tu thiền rồi cuối cuộc đời các ngài Quý vị nhìn muốn thu thần tịch diệt dễ không quý vị con người có tỉnh táo nổi không? Từ nơi đó vậy mà Pháp môn tịnh độ này Những người cư sĩ bình thường Mà họ kiên trì họ niệm Phật Vẫn có người đạt tiêu chuẩn rất đặc biệt đó quý vị Những đức mỗi ngày học tập những cái văn tự của chư tổ sư như vậy Và từng vị từng vị rồi xong tới những vị giảng sanh Cho quý vị thấy rằng Pháp môn tịnh độ rất nhiều người niệm Phật giảng sanh Rất nhiều người niệm Phật giảng sanh Mà những công đoạn này là từ những bậc long tượng trong nhà Phật ở Việt Nam chúng ta phiên dịch ra. Như đại lão hòa thượng thích thiền tâm, đại lão hòa thượng chí tình toàn là những bậc long tượng trong nhà Phật. Các ngài cũng là trì danh niệm Phật. Mà một câu Phật hiệu niệm đến cuối cuộc đời các ngài luôn. Từ nào đó quý vị cứ yên tâm những văn tự này gọi là Được bậc trí kiểm định rồi Lưu truyền nhiều trăm năm rồi Chúng ta mà học là cứ yên tâm Không cần lo nghĩ gì cả Nên nhấn mạnh đúng một câu là Thờ mạt Pháp Phải niệm Phật cầu sanh cực lạc Muốn hết khổ phải niệm Phật Và một câu Phật hiệu này có thể Quá giải tất cả thân bệnh tâm bệnh Tâm bệnh là chỗ quan trọng nhất khó chịu nhất mà có vật hiệu này cũng quá giải được tâm bệnh luôn nên người niệm phật thường sanh pháp pháp hỷ là như vậy vì sao vì nó vui vẻ mình muốn về cực lạc thôi còn cõi đời này mình sống mình cứ làm hết trách nhiệm mình thôi chứ không chấp nhất nặng nề phải nhớ đó nên những đức nói rằng có những người trong chùa mình mà họ lớn tuổi rồi công việc gì mình làm thì mình làm nhưng khi rảnh mình đi niệm phật đi tương lai cuộc đời của mình là niệm phật cầu sanh cực lạc chứ đâu phải là cái việc cái việc mà mình làm đây mà mình dính mắt đó mà mình giảng sanh đâu nên các ông già bà già trong chùa cái việc gì mình cần làm thì mình làm được mình làm nhưng mà mình phải niệm phật nhưng mà khi mình rảnh rồi mình cứ lên chánh điện mình niệm phật đi mình tuổi già rồi tuy bây giờ nó khỏe vậy nhưng mà nó sống nay chết mai ai biết được nên mấy ông già bà già trong chùa này mà làm lâu thời gian những đức từ từ những đức chuyển biến họ là những đức phải để cho họ đi niệm Phật Thí dụ như nửa năm một năm gì đó Hay là vài tháng Thử coi quý vị Là người mà làm việc trong chùa Mà làm nhiều như vậy Bây giờ quý vị buông xuống hết đi niệm Phật Nửa năm thử coi sao Vài tháng đi niệm Phật thử coi sao Cái người này không chấp nhất công việc này như vậy Thì mai mốt tiếp tục làm việc nữa Còn người này mà kêu buông ra mà buồn khuyền Vậy là quý vị thua Mục tiêu mình là đi vô chùa niệm Phật cầu sánh cực lạc Tại vì mình đủ duyên mình làm việc Thì mình nhiệt tình trong công việc đó Mình tu hành mình niệm Phật Còn nếu như quý vị mà tình chấp vào cái công việc này Quý vị nên suy nghĩ lại Khi một hơi thở thở ra không hít vào Quý vị đi về đâu Cuối cùng thì cũng là đi đỏ lạ Còn cái nhăn niệm Phật này Vì mình không đầy đủ tính nguyện Nên mình không được giảng sánh Không đủ tính nguyện mà Tính nguyện là như thế nào Tính nguyện là chúng ta chỉ là Cấm gốc vào câu ai cho đạo Phật thôi tất cả công việc xong rồi là phải đi niệm phật chứ không có nói giọng do gì mà mỗi ngày cứ là đi tìm kiếm việc này việc kia mà không chịu niệm phật là đây thành tình chấp trong công việc đó nghe không? nguy hiểm lắm á ừ, nhớ đó tiếp công đoạn này nè ngài pháp chiếu lại hỏi bạch đại thánh nên niệm như thế nào đức văn thù dạy về phương tây của thế giới này có phật A di đà giáo chủ khỏi cực lạc đức thế tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn Người nên chiên niệm danh hiệu của ngài nói tiếp không gián đoạn thì khi mạng chung quyết được vãng sanh chẳng còn bị thối chuyển nói xong hai vị đại thánh đồng đưa tay vàng so đầu ngài khoác chiếu và bảo rằng do ngươi niệm phật nên không lâu sẽ chứng được quả vô thượng bồ đề nếu thiện nam tín nữ nào muốn mau thành phật thì không chi hơn niệm phật kẻ ấy nhất định sẽ mau lên ngôi chánh đặng chánh giác được hai vị đại thánh thọ ký xong ngài phát chiếu vui mừng đảnh lễ rồi tư tạ lui ra ôi những công đoạn này đúng là hưng khởi cái tính tâm mình vô cùng quý vị ơi quá hay toàn là giống như chư phật diễn cùng với chư phật đại bồ tát diễn với đại bồ tát chư tổ sư diễn để cho chúng sanh thờ mộc pháp chúng ta nghe quý vị nghe rất rõ ràng đúng không ờ, những văn tự này mà còn lo âu nghi ngờ gì nữa chắc chắn 100% là khởi tính tâm quý vị thấy không này, ngài pháp chiếu là vị tổ thứ bốn của tịnh độ tông nè rồi ngài hỏi bậc đại thánh là ngài văn thù và ngài phổ hiền thấy không nên niệm Phật như thế nào thì bậc Đại Thánh dạy là về phương Tây có thế giới cực lạc có bị giáo chủ là Đức Phật A Di Đà không? Và khuyên chúng ta nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn thì khi mạng chung quyết được vãng sanh chẳng còn bị thối chuyện đó niệm không gián đoạn nè chiếc máy bấm số nè cả ngày của mình đầu tiên thì chưa phải là mình niệm sâu quá nhưng mà quý vị niệm lâu dài từ từ rồi tức khắc quý vị sẽ thấy Có vật hiểu bị niệm trôi chảy đặc biệt là từ tâm nhớ Phật từ tâm nhớ từ miệng niệm rồi lỗ tai nghe liền niệm lâu ngày đi rồi nó sẽ có kết quả mà cái cách niệm Phật này nó không sanh bệnh hoạn gì cả nó không ám sát nó không sanh bệnh hoạn gì hết mà thăng khỏe tâm vui chỗ chỗ này đặc biệt quá vì sao không niệm có vị nghe rất rõ ràng những văn tự tuyệt vời nha Đọc thêm một đoạn cuối đó nè Từ đó đại sư tinh tấn tu hành Ngày đêm không trễ đó. Ngày Pháp Chiếu Ngày được hai vị đại thánh so đầu quyền ký xong Từ đó về sau Tinh tấn tu hành Ngày đêm không trễ Vậy thì chúng ta nghe công đoạn này giống như chúng ta cũng được quyền ký vậy Tại vì chúng ta là người niệm Phật thì hai vị đại thánh quyền ký cho Ngài pháp chiếu Thì cũng như văn tự này để lại cho chúng ta Chúng ta là người kiên trì niệm Phật siêng năng niệm Phật cầu sanh cực lạc Thì cũng được bậc đại thánh Họ ký cho mình tương lai sẽ thành Phật Đó phải nhớ đó Một đêm nọ Ngài thấy vị Phạm Tăng khi trước là Phật Đà Ba Ly hiện đến bảo hoa sen công đức của ông nơ ao thất bảo ở cõi cực lạc đã thành tụ ba năm sau là đúng thời kỳ qua nở ông nên chuẩn bị đến kỳ hạn đại sư gọi tăng chúng lại căn dặn rằng ta về cực lạc mọi người phải gắng tinh tu nói xong ngài ngồi ngay yên lặng mà tịch đó có thế giới cực lạc không văn tự này đó quý vị coi có thế giới cực lạc không có đức phật ai là tiếp dẫn không Vậy mà có những người bài sức tịnh độ nó không có thế giới cực lạc. Và kinh á, A Di Đà kinh vô lượng thọ đồ là người sau này người ta tự phiên dịch ra. Có những người người ta nói nó lạ lùng như vậy. Quý vị nghe những văn tự này mà được bậc trí tuệ hết trăm năm này đến trăm năm khác đã kiểm định quá rồi mà để lại cho chúng ta. Vậy mà còn nghi ngờ gì nữa nó ngài pháp chiếu ngài thị hiện rồi rồi bậc đại thánh văn thù phổ hiền cũng thị hiện để mà như là hướng dẫn ngài chứ thật sự là hướng dẫn chúng ta nè hướng dẫn chúng ta nè quý vị rồi khi ngài thị hiện giảng sanh đó cho chúng ta khởi tính tâm nó người ta kiên trì niệm một câu phật hiệu đó rồi người ta giảng sanh về thế giới cực lạc biết trước ba năm á quý vị đúng là phó môn tịnh độ này người niệm phật Tự tại thì Đại lão Hòa à, Thượng ấy hiền niệm 92 năm Đến cái ngày cuối cùng còn làm việc Tối lại đi về thế giới cực lạc Tự tại không? Quá tự tại Mà tự tại được như vậy là từ ngay chỗ nào? Từ cái tâm của người ta xả ly ta bà Xả ly ta bà là sao? Không buồn, không giận, không trách, không hẳn ai hết Không dính mắt ai hết Chỉ là sống trong cái cảnh viên này Nhiệt tình, kết duyên, vui vẻ, an lạc rồi làm những việc gì tốt được thì làm Làm xong thì bỏ qua Người ta khen cũng được mà người ta chê cũng được Mặc kệ người ta mình cứ lo giữ con vật hiệu Sống cả cuộc đời mình sống tốt như vậy Thì chắc chắn người này Sanh tử tự tại Chắc chắn 100% luôn Mà con người quý vị hiện tại đang sống đây cũng an lạc vui vẻ nữa Nhớ đó con nghe những văn tự này rồi thấy không Hưng khởi tính tâm về tịnh độ thế chưa Đây là những đức đọc nguyên văn lời của chư tổ sư đó Lời của Đại Bồ Tát dạy Lời của chư tổ sư Hướng dẫn rồi các ngài thị hiện đó, đó nên quý vị cứ kiên trì mà niệm Phật đi Chắc chắn rằng kiên trì niệm Phật đầy đủ tính nguyện Phật A Di Đà nhất định đến tiếp dẫn chúng ta quý vị cứ đủ duyên là nếu quý vị đủ phước duyên thì cứ tin vào những điểm này đây là văn tự của chư tổ sư chứ không phải chính những đức bà vẽ ra tự nói mà chính những đức cũng kiên trì niệm Phật mà từ nơi đó chúng ta là người đủ duyên tu tịnh độ mình tán thắng tịnh độ quý vị hưng khởi tâm chúng ta dù ở đâu nghe được quý vị cũng là hưng khởi tâm niệm phật cầu sanh cực lạc đi dù là người này có khổ đau có nghèo nàn có bệnh hoạn nằm một chỗ cỡ nào khi quý vị nghe được công đoạn này hãy hưng khởi tâm lên hãy ngồi đó nằm đó ở đó nhà đó vị trí đó ngồi đó đi đứng nằm ngồi cứ là cái miệng a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật cứ nương vào phật đi nhất định là an tâm mà phải nhớ đó những điều học tập này nó hưng khởi tâm lắm quý vị à hôm nay chúng ta học đến đây nha A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Để từ chúng sanh đồng sanh về tình độ A Di Đà Phật. Ngoi, a Di Đà Phật. Ngoi, a Di Đà Phật. 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 Nam Mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật 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 A Di Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam -mô -a -da -phật. Nam -mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A

pa <sighs> đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di